Xin chào các bạn Ngoài các dòng xe của nhà xe VinFast Thì trên thị trường xe điện vừa qua đã ra mắt một dòng xe của hãng xe Kia Moto Cũng đang làm mưa làm gió trên thị trường Đó chính là chiếc xe Kia EV6 Kia EV6 là một chiếc crossover Coupe chạy điện cỡ nhỏ được sản xuất bởi hãng xe Kia Moto Hàn Quốc một số hình ảnh của chiếc xe này đã được hãng xe tiết lộ vào tháng 2 2021. Sau hơn một tháng nhá hàng, dòng xe điện đầu tiên sử dụng khung gầm mới, Kia Moto chính thức giới thiệu xe Kia EV6 với công chúng toàn cầu. EV6 2022 bắt đầu được bán ra tại thị trường Mỹ vào tháng 5 2021. Mẫu xe điện đầu tiên của Kia có 6 phiên bản: EV6 RWD, GT Line RWD, GT Line AWD, GT Line SRWD, GT Line SAWD và GT. Trong buổi lễ ra mắt xe Kia Carnival, Kia K5, Kia Sportage, ngày 9 tháng 10 2021, Trường Hải Group đã công bố danh mục xe sẽ về Việt Nam trong năm 2022. Kia EV6 là một trong số các mẫu xe đó. Xe sẽ được bán ra vào quý 2 năm 2022. EV6 có lẽ sẽ là chiếc xe điện phổ thông thứ hai có mặt tại thị trường Việt Nam sau VinFast VFE34. Về tổng quan ngoại thất, xe Kia EV6 được thiết kế định hướng tương lai của hãng xe Kia Motor với kiểu dáng độc đáo, ấn tượng và trong sang trọng hơn. EV6 là mẫu xe đầu tiên của Kia sử dụng ngôn ngữ thiết kế Opposite United. EV6 2022 mang phong cách crossover Light Cooper có ngoại hình thanh thoát chạy trung, lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng đã biến mất cùng đèn pha và đèn ban ngày LED. Với ngôn ngữ thiết kế mới này thì được Kia Motor gọi là Digital Tiger Face, mặt hổ kỹ thuật số. Kia EV6 sử dụng logo Kia mới. Xe Kia EV6 là một chiếc crossover Light Cooper nên mua xe vuốt dốc dài đến cột C. Tay nắm cửa được thiết kế ẩn vào thân xe như một số mẫu xe hàng sang như Land Rover, tăng thêm tính sang trọng hiện đại cho chiếc xe. Về phần đuôi xe thì nổi bật với dải đèn hậu LED chạy dài hết phần đuôi xe, kéo dài đến vòm bánh xe hai bên. Cánh lướt gió được thiết kế thể thao. Kia EV6 tiêu chuẩn có kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt là 4680, 1880 và 1550 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2,9 m, so với chiếc xe Kia Sorento thì EV6 ngắn hơn 119 mm, nhỏ hơn 20 mm và thấp hơn 145 mm, nhưng chiều dài cơ sở lớn hơn 86 mm. Với phiên bản GT Line và GT thì kích thước nhỉnh hơn, dài 4m 695. xét về nội thất tiện nghi, xe Kia EV6, Camry Kia EV6 được thiết kế hiện đại và thể thao. Màn hình cảm ứng kép gồm màn hình thông tin giải trí nối liền với bảng đồng hồ điện tử kỹ thuật số. Mỗi màn hình có kích thước 12 inch ev 6 hỗ trợ người lái công nghệ thực tế ảo tăng cường AR giúp hiển thị vận tốc hay thông tin dẫn đường trực quan hơn trên kính lái. Khu vực trung tâm có cụm điều khiển điều hòa, vô lăng hai cháu được ốp kim loại một số chi tiết. Cần số điện có thiết kế kiểu núm tròn. ev 6 có thể cấp điện cho các thiết bị điện hoặc sạc tạm thời cho một chiếc xe điện khác. Hệ thống thông tin giải trí Kia Connect có khả năng kết nối trực tuyến cung cấp thông tin vị trí chạm sạc, quãng đường di chuyển và kế hoạch sạc cho xe. Ngoài ra, EV6 được trang bị tiện nghi như hệ thống âm thanh vòm Meridian 14 lo, cửa sổ trời, ghế ngồi thể thao. Ghế được thiết kế thể thao ôm người, không gian khoang hành lý 520 lít và được tăng lên tối đa 1.300 lít khi gặp hàng ghế thứ hai. Khoang phía trước có dung tích 52 lít nhờ vị trí khoang động cơ đốt trong được giải phóng về động cơ và vận hành xe Kia EV6 với phiên bản tiêu chuẩn và GT Line Kia EV6 tùy chọn hệ dẫn động cầu sau với một động cơ điện hoặc hoặc hệ dẫn động hai cầu với hai động cơ điện sản sinh công suất từ 168 mã lực đến 320 mã lực, mômen xoắn cực đại đạt 605 Nm với phiên bản GT là bản cao cấp nhất được trang bị hai động cơ điện với tổng công suất 577 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 740 Nm, tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 3,5 giây và tốc độ tối đa là 260 km/h. Kia EV6 tiêu chuẩn và Kia EV6 GT được trang bị cụm pin dung lượng 77.4 kWh, đi được quãng đường 510 km trong một lần sạc đầy. Với phiên bản Kia EV6 GT Lite sử dụng bộ pin nhỏ hơn với dung lượng 58 kWh. Kia EV6 hỗ trợ sạc nhanh 800V, cho phép sạc từ 10 đến 80% pin trong vòng 18 phút, sạc 4,5 phút đi được 100 km. Tháng 11 năm 2021, trong một chuyến thử nghiệm đi 7 ngày từ New York đến Los Angeles, hơn 4.600 km, Kia EV6 đã được sạc tổng cộng thời gian 7 giờ 10 phút và 1 giây. Với tốc độ này, Kia EV6 đã phá vỡ kỷ lục trước đó của Tesla thiết lập với 12 giờ 48 phút 19 giây về thời gian sạc pin ngắn nhất để chạy qua nước Mỹ cho một chiếc xe điện. Với kỷ lục trên, Kia có thể là một trong những hãng xe dẫn đầu trong việc phổ biến xe điện trên toàn thế giới. Xe được trang bị hệ thống hỗ trợ lái và an toàn như giữ làn đường, kiểm soát hành trình thông minh, điều khiển đổ xe từ xa, cảnh báo có xe khác đi tới từ phía trước và phía sau. Và trong ngày đầu tiên trên website của Kia mở bán chính thức được triển khai, EV6 đã nhận được 21.000 đơn đặt hàng dành cho chiếc xe SUV điện tại quê hương Hàn Quốc. Kết quả này giúp Kia EV6 trở thành một trong những mẫu xe điện được mong chờ nhất tại Hàn Quốc. Qua video này, anh em OTV mong rằng đã cung cấp cho quý vị thêm một thông tin thật bổ ích để có thể có sự chọn lựa thật thông minh trong tương lai. Và cuối cùng, mọi người đừng quên like và đăng ký kênh để cùng chờ đón những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.